Rồi, mời mọi người cùng ăn với chú cháu Hùng nha. Mời mọi người. Mời mọi người. Mời mọi người. Hello, xin chào mọi người đến với Ninh Hải Recording nha. Hôm nay là mùng 6 Tết á, anh em mình sẽ tổ chức một bữa tiệc là ăn uống ngoài trời. Về anh em mình sẽ chơi strip book á mọi người. Ngày Tết nó còn rộng ràng vui vẻ á, thì hôm nay anh em mình có làm một buổi tiệc nhỏ nhỏ này. Tôm này mọi người, anh em mình sẽ nướng với mua ớt nha mọi người. Rồi Hùng sẽ quậy đều tôm lên. Để cho nó thấm á mọi người. Bây giờ Hùng sẽ xiên tôm nướng này mọi người. Mọi người, vậy là Hùng để xả tôm xong á mọi người. Giờ Hùng cùng với mấy anh em sẽ nướng tôm này. Nè mọi người, anh em mình nướng tôm khé thơm luôn á mọi người. Cực kỳ thơm luôn. Tôm quế. Tôm cũng chuẩn bị là sắp chín hết rồi á. Là anh em mình sẽ có một buổi tiệc nhỏ nhỏ nha, của đầu năm nha mọi người. Anh em mình sẽ ăn tôm với lợ uống coke nha mọi người. Thì Hùng sẽ lót coke vô cho bèo ly cho nó đỡ cho nó lạnh trước á mọi người. Xong rồi anh em mình tôm chín rồi, anh em mình sẽ bả ra ngồi, anh em mình ăn rồi sẽ vui chơi nha mọi người. Rất là thơm nha mọi người. Cực kỳ thơm luôn. Tôm thơm luôn. Thơm phức. Rồi, mời mọi người cùng ăn với chú cháu Hùng nha. Mời mọi người. Mời mọi người. Mời mọi người nha. Ờ khế là nóng luôn á. Mang tại vì ngon. Tại vì cái tôm đây Hùng để úp gia vị thêm muối bột ngọt á, cho nên nó sẽ không cần chấm thêm nha. Cái con nào sống không? Cái kiểm thấy sống không? Rất là ngon nha mọi người. Rất ngon nha mọi người. Rất ngon luôn mọi người. Vô vô anh em mình vô nè. Vô. Vô. Tại vì các bạn còn học sinh không á, cho nên anh em mình uống nước ngọt nha. Ăn đi. Ăn rồi chú cháu mình chơi. Ngon nha mọi người. Cực kỳ ngon luôn. Biết miếu. Rồi bữa rất vừa ăn luôn. Tại vì Hùng niêm gia vị vô á, cho nên con tôm rất là ngon luôn á mọi người. Vô, chú cháu mình uống hết rồi tiếp tục nè. Đó nè, 1, 2, 3, vô. Rồi chú cháu mình sẽ chơi test bước nha mọi người. Rồi đây mọi người, đây là hai cái cây đỡ đánh trứng nha mọi người. Còn đây là bùi nhùi này mọi người. Cái đây là bùi nhùi thiếp nha mọi người. Còn gọi là tiết vớt á mọi người. Thì chú cháu với mình sẽ gắn vô. Rồi sẽ quay cho mọi người cùng xem. Đây là cái đồ đánh trứng này mọi người. Còn đây là cái bùi nhùi này. Rồi Hùng sẽ nhét nó vào. Rồi Hùng sẽ làm trước rồi để các bạn nhã làm sau nha mọi người. Thank you.
chào mọi người. Nãy giờ anh em mình cũng chơi xong trà tuyết quốc rồi mọi người. Thì anh em mình xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn mọi người ở lại ở những video tiếp theo của Ninh Hải Recording. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Ha 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 ha